Lịch thi đấu bóng đá, lịch phát sóng và dự đoán kết quả vòng 32 La Liga diễn ra đêm nay 27/6 theo giờ Việt Nam, được cập nhật đầy đủ và chính xác tại đây. Barcelona và Real Madrid đang tạo nên cuộc đua song mã hấp dẫn nhất châu Âu đến chức vô địch. Cả hai đang cân bằng về mặt điểm số nhưng luật đối đầu đã đặt Real Madrid tạm ngồi vào ngôi minh chủ. Vì thế, đối với Messi và các đồng đội bây giờ mỗi trận đấu đều rất quan trọng mà chiến thắng là thứ họ cần hơn là hiệu số thắng, bại. Trong khi Real Madrid chiếm ngôi đầu bảng bằng lối chơi hủy diệt dội bom đối thủ thì Barcelona chuộng sự kiểm soát, không cần ghi nhiều bàn thắng nhưng phải bảo toàn tỷ số. Chính sự cẩn trọng này đã khiến Barca bị Sevilla thủ hòa 0-0 ở vòng đấu 29 và khiến họ mất ngôi đầu bảng. Đêm nay, hành quân đến sân Urbanca Balaido của Celta Vigo là một điều không mấy hay ho. Đã 5 năm qua, Barcelona chưa từng giành chiến thắng tại đây trong 5 trận đấu, thậm chí, họ còn thất bại tâm phục khẩu phục đến 3 lần. Huấn luyện viên hiện nay của Celta Vigo là cựu cầu thủ của Barcelona và ông Oscar Garcia luôn biết cách phong tỏa Messi hay Suarez cho dù họ có phong độ tốt thế nào. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên Balaido không có sự ủng hộ của khán giả nhà và đó cũng là điều để Barcelona phá giấc mà họ chưa vượt qua được trong 5 năm qua để tạm chiếm ngôi đầu bảng La Liga.